dựa trên quy hoạch vùng giai đoạn 2021-2030, khu vực Đông Nam Bộ cần khoảng hơn 738.000 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án trọng điểm liên kết vùng. Riêng từ nay đến năm 2025, cần 342.000 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án trọng điểm liên kết vùng. Cụ thể là hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, cao tốc nối thành phố Hồ Chí Minh với các tuyến đường cửa ngõ quan trọng như Vành đai 3, Vành đai 4, Bến Lức, Long Thành, Một Bài. Tiếp tục đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận. Giai đoạn 2026-2030, vùng Đông Nam Bộ cần hoàn thiện nâng cấp tuyến đường sắt Bắc Nam và khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục đầu tư hệ thống metro, sớm đầu tư đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành, Biên Hòa, Vũng Tàu, nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với thành phố Vũng Tàu, ra cảng Cái Mép, Thị Vải, tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.